Hôm nay tôi gặp hai người Ấn Độ, hôm nay tôi gặp hai người Indonesia và tôi xin chụp tặng họ hai tấm hình. Anh em sẽ thấy là người Ấn Độ rất là thân thiện, người Indo rất là... Hôm nay anh em sẽ thấy là người Indo rất là thân thiện. Và bây giờ tôi xin phép hai người này được chụp tấm hình tặng họ. Ok. Họ đi ra đây. Đi. Mắt cứ đi đây. Mắt cứ nhìn đây, tươi vào. Mọi người có thể nhìn nhau tươi vào. Ok, bây giờ tôi sẽ thử thách chụp ảnh cho người Indonesia. Anh em sẽ theo dõi nha. Tôi sao vừa nói Indo. Xin lỗi anh em, Ấn Độ. Cười, phải có cười là đẹp nhất. Đứng sát vào nhau, đứng sát vào Five minutes later. Okay, rồi, đẹp đấy. Đúng là trò chơi đấy ạ. Sát vào nhau, bỏ đi sát vào nhau. Đó là... Đây là lại làm được không? Anh em thử thách chụp ảnh rất là đông người nhưng mà cố gắng nỗ lực làm sao để lấy được cái khoảnh khắc mà họ chỉ riêng họ thôi là thì rất khó. Ok, tuyệt vời. Thank you so much. Em thấy cái yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là bố cục cái rác ở trên xe ô tô chẳng liên quan lấy cái cột không quan trọng, tại vì là cái máy này nó bị xóa không rồi, cái cột nó không quan trọng khi mà nó quá tập trung vào, tại vì mình đã nỗ lực đấy. Ok, okay. Perfect. Thank you so much. Yeah, I have my. Yeah, that would be great. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Pleasure meeting you. Thank you so much. Your name? Mr. Mike. Bye bye. Nice meeting you guys. Thank you. Tuyệt vời anh em ạ, thực sự là họ rất là nhiệt tình và rất là
hữu khách và cảm thấy là khi nói chuyện với họ mình không hiểu gì cả, nhưng mà qua ánh mắt, qua biểu cảm và qua tất cả cảm xúc của họ nhìn những cái bình đẹp của họ rất là hài lòng và rất là thích thú. Đấy là cái điều mà những người mà tin về media như vậy thì rất là thích thú về cái điều này, đó là cảm nhận được. Kê về lại chị Endo sao?